Ôi rồi, cô kêu anh ra tôi bảo đây. Cô nấu cái gì mà nấu cả dễ cho tôi ăn thế này à? Hả? Cô à này, cô láo lắm rồi đấy nhá. Cô mẹ là tao nấu đấy. Cái loại thanh niên mà ham ăn lười làm như mày á, chỉ có gặp đất mà ăn thôi con ạ. Được ăn như này ấy là quý lắm rồi đấy. Ăn đi. Sao mày nói như thế? Bát canh này là tất cả những gì uất ức nhất tôi trả lại hết cho anh đấy. Cô ăn đi rồi, em rồi. Ngồi xuống đây. Anh có chuyện cần nói với em đây. Có chuyện gì mà anh gấp gáp thế? Làm em phải bỏ dở công việc để chi về nhà đấy. Việc thì hôm nào phải có. Anh đang cần 50 triệu gấp để làm ăn. Cái gì? 50 triệu á? Mà anh định làm ăn cái gì? Chẳng phải mấy lần trước anh tập tành buôn bán đều hỏng cả. Cô lúc nào cũng thế. Cũng sơ hở một tí là chê bai tôi, chế giễu tôi. Vợ nhà người ta ấy thì cổ vũ động viên chồng. Tôi không hiểu tôi lấy cô phải làm vợ hay là làm gì nữa. Không phải là em có ý đó, nhưng mà bây giờ trong nhà chỉ có mình em đi làm thôi, mà còn bao nhiêu việc cần phải chi nữa, chưa kể là vật giá thì leo thang. Thôi, không phải nói nữa. Không đưa thì cứ nói thẳng ra. Ngày mai tôi về quê vay mượn họ hàng, kiểu gì trả được 50 triệu. Thôi được rồi, trong thẻ này là 50 triệu, tiền anh tiết kiệm để tính chuyện sinh con. Anh làm thế nào thì làm. Đấy, đưa luôn từ đầu có phải hay không? Cứ phải để thằng này nóng, thế nhá. Mà anh vẫn chưa nói với em là anh định đầu tư như nào. Hỏi cái gì mà hỏi, đàn bà con gái thì biết cái gì. Cứ chống mắt lên xem thằng này làm ăn như nào nhá. Dăm ba cái đồng bạc này, lèo nhai lèo nhèo. Alo, Honey của anh đấy à? Ừ, em nhận được cái túi của anh mới mua cho em chưa? Đẹp à? Được rồi. Thôi được rồi, tháng sau nhá, anh sẽ mua cho em thêm vài cái túi nữa. Đến lúc đấy, tha hồ mà em khoe bạn. Ừ, thế nhá, bye bye. Anh vừa nói chuyện ra đi. Ai đâu mà ai? Đối tác. Đối tác gì mà anh em rồi còn thích với cả không thích nữa. Này, cô nghe lén tôi đi à? Tôi đã bảo đấy là đối tác, đừng có mà láo. Không nhịn giọt người ta thì làm sao mà có tiền. Anh lại lôi chuyện công việc ra đúng không? Đến bây giờ em vẫn chưa biết là anh đầu tư vào làm cái gì đâu đấy. Cô lại bắt đầu rồi đấy. Mà cô đi đâu bây giờ mới về? Biết mấy giờ rồi không? À, hôm nay tôi nghe được người ta bảo là cô ngồi sau xe thằng Tú ở cuối xóm ấy. Cô ngồi sát lắm cơ. Anh ấy làm cùng công ty em. Anh ấy chỉ đưa em về một đoạn thôi. Xe em hỏng nên mới phải nhờ anh ấy. Sao? Hay là thích đó rồi? Nếu mà thích ấy, thì cứ theo nó đi. Thầy đếch cần. Em nói linh tinh cái gì đấy? Đừng có mà từ bụng ta suy ra bụng người nhá. Tôi nói trúng tim đen của cô rồi à? Sao phải đứng mạnh thế? Anh thôi đi. Em đi làm về mệt mỏi như này mà anh cứ như người dưng ấy. Làm gì, đầu tư cái gì đến bây giờ em vẫn không biết. Mà bây giờ còn dở ra cái thói kinh nữa. Cô dám ăn nói với tôi như thế à? Đang dọn nhà hả con? Cháu Phúc đâu? Dạ, anh Phúc đi đâu từ sáng đến giờ chưa về ạ? Mặt con sao thế? Quay lại đây mẹ xem nào. Dạ, không có gì đâu, tại con mất ngủ thôi. Là do thằng Phúc đúng không? Nó đối xử với con thế này đúng không? Được rồi, để mẹ cho nó một trận. Mẹ ơi, con khổ lắm mẹ. Cùng là phụ nữ, cùng chịu cảnh khổ như nhau. Cho nên là con phải biết yêu thương bản thân mình, biết chưa? Tuy mẹ là mẹ thằng Phúc, nhưng mà nó làm gì không đúng ấy thì mẹ sẽ không tha cho nó đâu. Được rồi, để mẹ gọi điện cho nó về. Cho mẹ nó một trận. Ê, thôi mẹ ơi, bây giờ mẹ gọi anh ấy về thì anh ấy lại đánh con tiếp đấy ạ. Thế có chuyện gì? Kể mẹ nghe xem nào.
Nếu mày không còn tình cảm với vợ mày nữa ấy, thì ký đi, giải thoát cho nó đi. Đơn ly hôn. Mẹ ơi, đầy thủa nhà ai mẹ đẻ lại xui con mình là đi ly hôn với vợ mình bao giờ không? Mà đây là chuyện gia đình nhà con, mẹ đừng có xen vào. Này, tao không có loại con như mày. Mày đừng có tưởng mày làm cái gì ấy, tao không biết đâu nhá. Cô đã nói gì với mẹ của tôi hả? Hả? Tôi chỉ nói sự thật. Từ lúc anh lấy tôi về đến giờ, anh đã từng tôn trọng tôi chưa? Anh chỉ coi tôi như con ông xin, là con trâu đi làm quần quật về kiếm tiền cho anh tiêu thôi. Anh là đàn ông mà, anh đã từng làm cái gì cho gia đình này chưa? Chưa kể việc anh còn lấy tiền của tôi đi nuôi gái nữa, anh không biết nhục à? Cô... Thật rồi, nếu cô đã nói như vậy, được. Ly hôn thì ly hôn, tôi cóc cần. Đấy. Úi dồi ôi, mày ngu lắm con ạ. Đấy, có vợ hiền lành ngoan ngoãn chăm chỉ giỏi giang thì không giữ, lại đi theo cái con gái dịch vụ cơ chứ lại. Trời ơi. Gái? Mày nói ai là gái? Con nói cho mẹ biết nhá, cô ta là gái nhà lành, là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Mà đặc biệt ấy, nhà cô ta còn giàu gấp trăm lần nhà của Kiều Anh. Thế à? Thiên kim tiểu thơ à? Lá ngọc cành vàng à? Đây. Mày nghe đi. Ôi trời, bác yên tâm. Mấy liễu già gách phíp của bác gặp cháu, cháu cho vài đường là chết mệt với cháu thôi mà. Lúc ấy bảo gì chẳng nghe. Đấy, mày nghe thấy cái gì chưa? Hả? Đến giờ này rồi mà mày vẫn chưa sáng mắt ra được à? Hả? Ngu là ngu. Không, không thể như thế được. Chắc là nhầm thôi. Cô ta là con gái nhà lành, là thiên kim tiểu thư lá ngọc cánh vàng cơ mà. Không thể như thế được. Mày. Đấy, mày thấy mày ngu chưa con? Cùng một lúc ý, mất đi ba thứ. Vừa mất vợ, lại bị người yêu ý, nó cho một vố. Và lại còn chuẩn bị mất đi một thứ quý giá nữa đấy. Mất cái gì ạ? Mất đi mẹ mày thế này. Vì từ nay trở đi ý, tao không có đứa con như mày, đừng có gọi tao là mẹ nữa. Mẹ? Sao mẹ làm như thế với con? Hai mẹ con mình sẽ đi, để cho nó sống một mình ở đây ấy, xem nó sống thế nào. Cô cảm ơn mẹ. Dù sao đi chăng nữa, mẹ vẫn xem con là con gái ruột của mẹ. Còn mày, hạnh phúc gia đình ấy phải dựa trên cái sự tôn trọng lẫn nhau, sự yêu thương lẫn nhau, mày hiểu chưa? Còn bây giờ ấy, hãy ở lại đây và suy nghĩ những việc gì mà mình đã gây ra đi. Mẹ ơi, mẹ.